Nhằm thiết thực hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 29 tháng 7 năm 1930 29 tháng 7 năm 2020, thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, ngành giáo dục huyện đã triển khai cho các giáo viên, học sinh trên địa bàn toàn huyện tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Sau 3 tuần triển khai, giáo viên học sinh trên địa bàn toàn huyện đã tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm thành lập Đảng Bộ Tỉnh với gần 4.000 lượt bài dự thi. Tại trường Trung học cơ sở xã Tân Phúc thì 100% cán bộ giáo viên toàn nhà trường đã tham gia dự thi trắc nghiệm hàng tuần để thuận tiện cho các giáo viên học sinh dự thi, nhà trường đã bố trí phòng thi và lắp đặt mạng wifi phủ sóng toàn nhà trường để giáo viên và học sinh có thể tham gia một cách thuận tiện nhất bằng máy vi tính, sạch tay hoặc thi trên điện thoại di động. À, nhà trường cũng nhận được cái công văn à, của ban tuyên giáo để à, tổ chức thi à, trực tuyến à, tìm hiểu 90 năm lịch sử đảng bộ tỉnh Thanh Hóa thì nhà trường cũng đã tiến hành xây dựng kế hoạch và triển khai đến toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh. À, đối với cán bộ giáo viên thì hiện nay nhà trường có tổng số là 21 cán bộ giáo viên và tham gia thi à, trực tuyến à, là 100%. À, đối với học sinh thì à, cơ bản thì à, phần lớn học sinh cũng đã tham gia và thực hiện cái cuộc thi hàng tuần. À, nhà trường cũng có thống kê một số cái học sinh có cái điều kiện để tham gia thi có máy tính có điện thoại để tham gia thi hàng tuần. Trong thời gian tới nhà trường tiếp tục vận động cán bộ giáo viên và học sinh tích cực tham gia thi các tuần thi tiếp theo. Thông qua cuộc thi thì nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, giáo viên, học sinh hiểu rõ về truyền thống vẻ vang của Đảng Bộ Tỉnh trong 90 năm qua, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn sáng suốt của Đảng Bộ Tỉnh Thanh Hóa là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của tỉnh, từ đó nâng cao lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quyết tâm xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp văn mình, sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ đã căn dặn.